Nhịp điệu cha cha cha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại channel của Sanyo. Ngày hôm nay tụi mình sẽ quay một clip mà rất nhiều bạn yêu cầu tụi mình quay. Đó là một trò chơi đang rất là hot. Đối với bạn là trò chơi gì? Play Together phải không? Yeah. Mình thấy rất là nhiều bạn fan để lại comment trên kênh Sanyo chọn quá trời luôn. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ thực hiện một video đó là 24 giờ chơi Play Together. Thì trong 24 giờ này tụi mình sẽ cùng nhau kiếm tiền và xem thử coi ai là người kiếm tiền nhiều nhất cho nhân vật của mình thì người đó sẽ là người chiến thắng. Sao, có cùng mọi người dám chơi không? Phần thưởng là 1 triệu đồng dành cho người kiếm tiền nhiều nhất. Theo các bạn, ai là người chiến thắng? Để lại comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Ok, và bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau vào cái game Play Together này để chơi thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, hiện tại là 5 đứa tụi mình đã có mặt trong game rồi. Thì bây giờ mình sẽ nốt tiền của từng người. Tiền của mình đầu tiên nha, 63.166. Bạn đi nhiêu? 3.059. 4.975. Đi nhiêu tiền? 36. Đi ít tiền nha. Đi gì vậy? Đại cái tiền. Anh là 5.942. Ok, và bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau tham gia những cái hoạt động nha các bạn. Ý, anh cũng đang rất là thắc mắc, không biết là Cindy chơi game Play Together nhà của Cindy như thế nào thôi. Giờ mình qua nhà của Cindy tham quan đi Cindy. Ok, bây giờ tôi sẽ dắt mọi người qua nhà tôi chơi. Ok. Cho mọi người lát không mắc. Thì sau khi mà chơi cái trò này trong vòng 2 ngày thì mình đã mua được ngôi nhà mắc nhất trong Play Together. Ghê vậy, trời ơi, ngôi nhà, các bạn, ngôi nhà của bà Cindy kìa. Wow. Bây giờ tụi mình sẽ qua nhà, vô nhà của Cindy coi nha. Trời. Đây cái hồ cá bên đây, mọi người qua cắm hồ cá nè. Ok, để chạy qua coi hồ cá của Cindy coi. Con cá của em cù quá, coi con cá của con Bon kìa. Coi con cá của con Bon là đúng hoành tráng luôn. Trời, Bon có cá, anh cũng có cá để anh khoe coi. Có một con cá gì bự bự không? Cá gì để khoe với mọi người coi. Mấy bạn chơi game Play Together đó giờ câu được con cá bao nhiêu cm? Comment bên dưới cho tụi mình biết nha các bạn. Rồi thôi, bây giờ mình ngắm hồ bơi được rồi. Bây giờ mình lên mình giới thiệu phòng nè. Ok, đi theo Sunny để Sunny giới thiệu phòng mọi người ơi. Rồi sẽ gì để đây? Ôi trời đất ơi. Ủa, phòng của em mà tự nhiên có đi ngồi ngủ rồi. Vợ trong tủ của Sunny coi có gì không? Ý có quần áo rồi. Tủ kia có quần áo có gì, em đi có anh trong đó. Hay biết bà có giấu thằng nào trong đó không? Ý Sunny, anh thấy em xây tầng hầm rồi, xuống tầng hầm coi có gì không? Các bạn muốn Sunny tương lai trong ngôi nhà xây thêm cái gì thì cứ comment nha các bạn. Tại mình nghèo á, bạn mình chưa có tiền mua cái gì hết á. Qua nhà chuối đi, thôi qua nhà chuối thử, chuối qua nhà chuối thử. Thì trong đây là chuối là cái người có nhiều tiền nhất. Rồi. Cái clip đầu tiên anh không muốn cho mấy bạn coi nhà của anh đâu. Bây giờ mình đi học đi chơi đi. Qua cái clip sau đi, mình cho các bạn xem căn nhà của mình. Các bạn... Thôi. Nếu mà mọi người muốn qua thăm nhà mình quá thì ok, để mình về nhà. Rồi, qua nhà mình đi. Các bạn thấy tài sản của mình tuy là nhiều thôi, 63.000, nhưng mà mình chơi chiến thuật là vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống. Nhà đó, nhà anh là cái hộp đó. Ủa, nhà đó, em thấy là đất trống vậy. Nè, cái hộp này nè. Đang như cái nhà gì xin công cộng á. Rồi vô chơi, vô chơi, vô 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 mấy bạn, vô vô. Nhà rộng quá, đại gia 65.000 mà nhà rộng quá mọi người ơi. Biết sao không, tiền á là mình quyết tâm là mình để dành tiền mua xe hơi. Rồi mình biết là trong cái con game này là có chiếc siêu xe 65.000. Các bạn nào mà muốn tập sau mình mua chiếc xe đó để review cho các bạn thì hãy để lại comment bên dưới nha. Ấy, nhà của mình mà hai đứa này vô duyên quá, tự nhiên nó vô nhà rồi xong nó leo lên giường nó nằm ngủ. Từ từ, bây giờ mình đi chơi trò chơi đồng rắn lên mây trước đi. Rảnh quá, chuyện chơi đồng rắn lên mây giờ mình chơi. Mình chơi trò chơi để mình kiếm tiền đây. Rồi, tiền trò chơi, tham gia. Ok. Hiện tại là tụi mình đang bắt đầu chơi những trò chơi để đi kiếm tiền nha các bạn. Trời đất ơi, trò này khó các bạn ơi. Ui. Thôi về rồi nha. Cái là chị chua về đi ơi. Ôi, cái này kìa rớt. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó đá cái văng lên luôn các bạn.
Ok các bạn ơi, thì tụi mình đi học trễ rồi nên là hết suất học và nhà trường đã cấm túc tụi mình, nên là tụi mình sẽ quyết định là đi vào camping để chơi các bạn. Đây. Chơi chưa? Rồi ok, chạy vào đây, đi theo Nam nè. Nam vui tươi. Nam vui tươi. Ơ, đi từ từ thôi. Đây, mấy cái trò nhảy này, xin chơi rất là dở. Đây, ui. Chạy đường dưới. Ê, bậy, chơi. Á, gớt xuống rồi. Xin đây sao em ở dưới gốc cây hoài, xin đây, không leo lên xin đây. Em lơ mà cứ bị tụt xuống hoài. Ê, tụt rớt kìa. Bạn chú đứng yên đi, để chạy qua. Thôi, em đứng đó đi, để anh. Chết bó chút. Người anh gớt thì sao? Không có gớt đâu, anh qua một cái checkpoint mới rồi. Anh là trời, đỉnh lắm. Cái gì vậy, thôi mới. Chứ bò nhận tiền. Cái gì vậy, cái đầu gì vậy, đâu xoay xoay vậy. Ồ, mình lên tới đỉnh mình được nhận được có 100 đồng. Trong khi đó câu cá trong vòng chưa tới 1 phút nữa được 200 rồi. 200 nhí. 2, 3, chạy nào. 1, 2, 3. Em nhanh lên đầu ra. Lâu lấy chiếc xe đạp ra trời. Bây giờ tụi mình sẽ đi khám phá nhà ma nha các bạn. Ủa? Ôi, giờ em nằm xuống. Bên đây nó là... Ê, cái tay kìa, cái tay kìa. Cái tay nó thở. Mình đang ở trong cái virus lây lan. Mình không biết là mình sẽ là virus hay là biến thành một cái đồ vật gì đấy. Nên là mình sẽ tìm chỗ trốn trước đã. Ôi, anh là cái... Chết, anh là cái tủ lạnh. Tủ lạnh là nó sẽ không phát hiện ra anh á. Ủa, cái sóng của anh là gì vậy? Ừ. Cái sóng này có zombie rồi. Ừ. Em thấy con zombie không? Có nè, zombie nè, đứng gần em nè. Nè, nên là cái sóng của em nó là màu đỏ đó. Anh tìm được chỗ núp cho cái tủ lạnh của anh rồi. Oh, xin đây hoàn thành. Mình thắng rồi các bạn ơi. Yes. Trời, hết hồn mỗi lần mà zombie đi ngang một cái là muốn rớt tim luôn á. Thế mà mình đi học đi mọi người ơi. Vô đi học đi. Okay. Các bạn ơi, hiện tại là mình và Sunny và Ni, nói chung là tất cả mọi người đang ở trong một cái trường học. Trời ơi, mình là những học sinh gương mẫu mà. Rồi, đi học nha. Rồi, đi theo tụi nó nha. Ok, vô học toán nè mọi người. Trời ơi, lớp mình học. Mình dãy nè mà có tụi mình ngồi chung lên trên lớp. Lên bàn đầu luôn, mình học sinh mà. Tiên phong mà mình phải ngồi bàn đầu. Chưa bao giờ thấy em học bây giờ luôn. Sợ ai dẫn cao hơn nha. Vô. Phải xếp hạng cao hơn nè. Ai điểm thua là bị phạt nha. Phạt, chóng thì nó xoay vòng vòng. Phải cơ khác, cái này anh lạc mít luôn á. Thôi, vô. Em đánh nhất nha. Tập trung chơi quá rồi. Yeah, hoàn thành. Yeah, mình hạng 7. Rồi, hạng 7 cuối cùng. Yeah, mình hạng 8. Mỹ thuật. Rồi, chạy vô mỹ thuật đi xong rồi phạt. Đâu nè, đang ngồi bên đây nè. Rồi, xoay 10 vòng. Ok các bạn ơi, và bây giờ Bon sẽ bị phạt nha. Chuyển tay xuống đất xoay 10 vòng. 1 10 Ok. 8 giây nữa vô tiếp. Bon này là ai thua uống nước mắm nha. Ủa, cái này hằng ní cho ghê lắm. Cái quả hết vậy? Yeah, em hạng 2. Yes. Hằng ní cho bon này ghê lắm. Vô. À, anh chú cuối cùng rồi ha. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ phạt anh chú nha, là xoay 10 vòng y như mô luôn. Tại vì anh chú cái môn trước anh chú bị thua. Ok, rồi 2, 3. Có cái chín à. Thêm cái nữa. Anh nhớ đó, đến thầy cô là xin chúc học ngày hôm nay trời nhức đầu á. A few minutes later. Các bạn ơi, hiện tại là bây giờ đã 8 giờ tối rồi và sau khi mà ăn tối xong thì tụi mình đang ngồi ở trên một cái căn phòng ngủ tiếp tục chơi game Play Together. Xin bây giờ mình đi đâu? Đầu tiên á thì sẽ đi vô cửa hàng bán xe hơi. Ok, Ben K đúng không? Sao giờ em thích chiếc nào anh mua? Trời ơi, ngưỡng cái nhà mà đặt xe tôi rồi. Vậy, nói vậy á? Sao chiếc màu xanh này thích không? Ừ. Ôi anh ơi, em thích chiếc ở giữa nè anh. Thích chiếc ở giữa. Chiếc ở giữa này hả? Đúng rồi. Ôi sao chiếc này màu vàng chói quá ta. Thôi anh không thích màu vàng em. Không, em thích màu vàng. Màu vàng thể hiện là trái chuối á anh. Trái chuối. Em rất thích trái chuối. Really nigga.
Chiếc xe này là Roadster trắng, tốc độ 5.5, xe mui trần rất thoải mái. Giá tiền là 67.500. Sao xin em thích chiếc này không? Cứ trắng hả? À? Cái gì vậy? Anh nhìn chiếc xe mà anh chạy nước miếng luôn không? Sao? Đơn anh mua nha. Dám không? Trời ơi sao không dám? Mua luôn xỉ. Mua đi. Mua luôn anh. Mình mua chiếc xe này thì các bạn cho video clip này 20.000 lượt like nha mấy bạn. Mua đi. Trời ơi chơi đi sợ gì. Chơi đi. Chơi đi hồi quả tính sao. Mua chân luôn. Mua chân. Ờ anh mua hả? Ồ. Trời. Ngon. Anh chốt mua thiệt các bạn ơi. Biết nha. Chiếc xe mua chân. Đây. Không nghĩ là anh chú mua chiếc này đâu các bạn. Trời. Tại vì anh chú là vừa chưa có nhà đâu, mua xe để đâu ta. À hạt tính toán là sẽ để ở bên nhà của mình các bạn. Đi đó. Đi đó. Đấy, nhảy lên. Hết chỗ rồi. Ờ à, xin lỗi nha, hết chỗ xe rồi. Xe có hai chỗ rồi. À, đứng lên đầu đứng, lên đầu đứng. Xe đẹp đi đẹp, xe đẹp đi đẹp. Lấy giấy trường đi đi nha. Trời bây giờ anh chở em ra ngắm biển nha. Sao đây? Đi em anh chú. Lên cái gì một bánh xe khổng lồ chơi lên. Bánh xe khổng lồ đúng không? Ừ. Ok, đi lên bánh xe khổng lồ luôn. À, đi còn quay nè. Rồi lên lên xin đi, nhảy lên nhảy lên. Rồi. Em nhìn mày lên. Ê, cho đi kéo nha. Ơi. 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 Trời ơi. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông. Sao xin đi. Em thấy đây lãng mạn không? Rất là lãng mạn. Với cái khung cảnh này thì em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em nói không yêu là anh đẩy em xuống xuống sông nha. Sao xin đi. Tình cảm chưa? Trời ơi em coi bên kia có đang bắn pháo bông luôn kìa. Mình ở đây mình thấy được con chó phía trên các bạn. Nghe bảo là trong game này bữa tối có rất rất là nhiều cá xịn luôn. Nên là sau khi mà mình với anh chú chơi cái đu quay xong rồi tụi mình sẽ đi câu cá. Ok bây giờ mình đi câu cá. Giờ em muốn đi câu cá ở đâu? Du thuyền hay ngọn hải đăng hay camping? Camping nhiều cá xịn hơn em. Đi đi vô camping đi. Ok. Từ từ em đứng yên. Gì má? Để anh lấy con xe hơi chở em. Mấy này phiền ghê. Mấy này mua được chiếc xe thấy phiền dễ sợ luôn. Chở 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 em đi chở em đi. Ui ui chở em cũng được. Anh bật xe lên. Anh chạy tới chỗ chị. Để em lên lên xin đi. Không lên chạy xe đi. À thằng này nó giành chỗ của mình. Ở cuối đường đó. Ai cho em lên xe này? Lên xe xin đi. No. Anh đi trước đây này coi. No. Trời ơi tăng tốc. Thấy không? Tăng tốc cái chạy nhanh lên liền. Cho em lên xe vô. Chạy mất tiêu rồi. Các bạn ơi, hiện tại là game đã bảo trì xong rồi. Và bây giờ mình và Sunny cũng chưa tất cả mọi người rủ nhau đi câu cá. Ok, để coi bây giờ ai câu cá bự nhất nè. Sunny qua đây ngồi với anh nè. Tại sao em phải ngồi với anh? Trời ơi, chỗ này nhiều cá xịn lắm. Rồi. Okay, rồi. Mình với Sunny đang câu cá nha các bạn. Ồ, một con cá ngọt. Ồ, cá hồi anh đào. Này cũng có cá vậy. Anh tao em dài 3 cm luôn á. Years later. Đó, chụp hình đi. Trời ơi, chụp hình đúng không? Để anh chụp hình cho. 2, 3. Đã xa rồi từng ngày tay lỡ. Đã xa rồi và tiếng cười đùa. Các bạn ơi, hiện tại là đã 23 tiếng 40 phút trôi qua. Và chỉ còn 20 phút nữa thôi thì tụi mình sẽ biết kết quả ai là người chiến thắng. Hiện tại là nãy giờ tụi mình đang trong game Play Together để nhảy những cái nhịp điệu cha cha cha. Đây là 20 phút cuối cùng nha, coi ai hơn ai. Trời ơi, chiếc xe đẹp dễ sợ luôn á. Vô, đi vô chỗ bí mật ok. Đây rồi. Em đang cố gắng câu về những giây phút cuối cùng với bạn. Đứa nào giờ này còn câu bằng cần câu rổ mà. Ủa, chị ơi, coi á. Người chị không có tốn tiền sữa. Tới hù quá. Tới hù quá, đúng rồi. Đang ở những giây phút nhạy cảm, không có sữa cần câu được. Chuẩn bị. Trời sáng là đi sau thời nha.
Rồi con cá này bán với 99 đồng, kích thước 69cm và kỷ lục cao nhất của anh là 99cm. Nhiều quá nhiều số 9 cho một con cá. Trời ơi, tính ra cá mười. Mười gì mà mười? Ôi, bị hỏng rồi. Đâu rồi? Sửa luôn, sửa, sửa. Ờ, có sửa không? Sửa luôn. Đi 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 đi, bán cá lên. Ok bạn ơi, thì đã 6 giờ. Hiện tại là đã 7 giờ các bạn, nên là bây giờ mình sẽ là người đi bán cá đầu tiên nha. Rồi, Sunny hiện tại là đang 14.349 đồng. Ok, và bây giờ tới lượt của mình bán cá nha các bạn. Để coi mình sẽ bán được bao nhiêu nha. Tài sản của mình hiện tại đang có 12.000. Bây giờ mình chọn bán hết luôn. Các bạn ơi, sau 24 tiếng thì bây giờ tụi mình đã tổng kết được số tiền tăng trưởng của từng người rồi. Và bây giờ để mình đọc nha. Đầu tiên là chuối tăng trưởng 18.868 đồng. Sunny tăng trưởng 12.823 đồng. Bon tăng trưởng 6.618 đồng. My tăng trưởng 9.740 đồng. Và cuối cùng là Đạt tăng trưởng 5.723 đồng. Và Đạt là người đứng chót. Và mình là người đứng nhất và nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Đây, 1 triệu cho tôi. Cảm ơn Sunny nha. Số tiền này sẽ thuộc về tôi. Và hình phạt của Đạt đó sẽ là ngày mai các bạn sẽ biết. Yeah. Các bạn ơi, mặc dù ở ngoài trời đang rất là mưa nhưng mà Đạt vẫn phải thực hiện cái hình phạt của mình. Đấu xin dưới mưa nha các bạn. Nên là mời Đạt xin ra. No. Tao nghĩ là đâu có dừng với mưa nó mát chứ là nó kiểu thoải mái, friend lắm á. Anh chưa sẽ cổ vũ cho em, thi diễn võ công. Rồi ok, đây đây đây. Dạ. Mưa dài. Để hết mưa, hết mưa. Nói vậy đi coi. Ừ. 18, 15. Anh chị rồi cũng chó chứ cũng không kìm. Ok các bạn ơi, hẹn gặp các bạn trong các video sau.